kế cực kỳ độc đáo, rất là gấu. Nhìn vào cái thiết kế của cặp loa này, mình có cảm giác độc đáo nè, lạ mắt mà, và đặc biệt là đẹp, phải nói là nó rất là đẹp. Em xin giới thiệu, đây là cặp loa Hitachi LOD. Cặp loa này mã là HS7000M, công suất là 300W một cặp, tức là 150W một thùng. Bắt đôi 22cm, trên này 22, dưới này cũng 22, bắt đôi nha. Và một trep một bit. Chiều cao là 58cm, chiều ngang là 55cm trên một cặp. Mình sẽ quay mặt sau. Đất thì đương nhiên vận chuyển nhâm nhâm nhẹ, không đáng kể. Đồng bộ Made in Japan, HS7000M, trợ kháng số ôm 150W một thùng, 300W trên một cặp loa. Tổng thể mặt sau, em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các anh nhận hàng tại nhà, mua hàng bên em thì có hai cách thanh toán. Một là chuyển cọc 1 triệu hoặc là chuyển đủ đều được. Sau khi chuyển tiền xong thì vui lòng cho em xin địa chỉ, em sẽ ship hàng tặng nhà cho các anh. Nhận được hàng thì vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship. Gọi lấy số điện thoại cũng như nhắn tin Zalo 0931008099 để em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng cho mình qua điện thoại hoặc là qua Zalo. Em quay gần loa cho mình xem nha, gân giải tẩm dầu. Lòng bát là carbon. Bên đây là một mic, một trep. Thiết kế rất đẹp. Nãy giờ mình nghe nhạc không lời nha, em sẽ test nhạc có lời qua tiếng hát ca sĩ Như Quỳnh cho mình tham khảo. Rồi em xin kết thúc clip test. Mua hàng cái điện thoại 0931008099 để em chốt hàng. Thank you.